nha. So, can you see my screen? Thảo thấy màn hình của cô không ta? Yeah. Okay, let's start with part number one of listening skill. So, in this part, you will listen and then draw line with the correct names. So, firstly, we will listen the example. Đầu tiên thì mình sẽ nghe cái ví dụ ha, đó là về Michael. Sau đó thì lần lượt mình sẽ nói với cái tên với những cái người tương thích ở trong bức tranh nha. Are you ready for listening? Yes. Yes, okay, let's start. Part 1. Listen and look. There is one example. I'm looking for Michael. Where is he? He's over there. Can you see him? He's singing. Is he the one playing the guitar? No, he's playing the piano. Oh, yes. Thảo ơi, con nghe rõ không con? Có nhỏ quá hay là to quá không? Is it too loud or is it too small? Không nghe gì đâu á cô. Really? Yes. Rồi, chị Thảo thử giúp cô. Con có đeo tai nghe không? Nếu đeo tai nghe thì giật ra cắm lại cho cô thử xem. Rồi cô thử mở lại nha. I'm looking for Michael. Where is he? He's over there. Can you see him? Sao Thảo? Can you hear us? No. Vẫn chưa luôn á ta. Bữa trước hình như cũng giống vậy nhưng mà hình như là một hồi vẫn nghe được. Ok. Con thử nghe bằng cái loa ngoài xem sao. Nghe bằng loa ngoài. There is one example. I'm looking for Michael. Where is he? He's over there. Can you see him? He's singing. Is he the one playing the guitar? Sao rồi Thảo? Vẫn chưa nghe hả con? Dạ không nghe. Ok. Cô không biết sao bây giờ đây nữa. Bởi vì cô đã bấm vào cái nút gọi là share âm thanh luôn rồi. Mà tại sao vẫn không nghe được ta? Không sao ha, vậy thì cô sẽ chuyển sang cho Thảo ôn phần reading trước. Phần readings, phần đọc trước ha. Rồi, Thảo thấy phần reading chưa con? Rồi, reading and writing mình sẽ làm ôn phần này trước ha. Part number one, look and write. Đây, cô có những cái khoảng trống và cái description, phần mô tả, cái phần từ vựng. Thảo sẽ lấy những cái từ bên cái cột phía bên trái và ráp vào những cái khoảng trống hoặc phía bên tay phải ha. From number 1 to number 5. Let's start with number 1. Number 1, what is Thảo answer? Câu số 1 là một loại dụng cụ giúp mình có thể eat a bowl of rice, ăn cơm. Cái gì đây? Cái gì có thể giúp mình ăn cơm? Hello. Yeah. Number one, câu số 1 hả? You can use this to eat a bowl of rice. Yes. Cái gì giúp mình ăn cơm được? Dụng cụ gì? A knife, một con dao. I don't think so. I don't think so. The answer is a knife. Maybe please change to another answer.
Not a knife. Another one. Cô không nghĩ là knife. Cho cô một đáp án khác nào. Chopstick. Chopsticks, very good. Đó là đũa ha. Mình có thể ăn cơm bằng đũa. Number two. A mechanic. Mechanist. Thợ máy. Very good. Mechanist. Number three. Câu số 3. Number three. You use this for washing when you are dirty. A towel. A towel là một cái khăn. Are you sure? Are you sure a towel? Yes. So now let's check the answer. The answer is shave. Xà bông nha. Mình cần xà bông để mà mình rửa khi mà mình bị dơ. Number four. Six legs and some of them can fly. I think it is talk about the kind of animals. Cô nghĩ có liên quan đến animals. Six legs and some of them can fly. It relate to animals. What is this? The answer is insects. Đó là côn trùng ha. Six legs and some of them can fly. The answer is insects. How about number five? Number five, what is this? Thôi, đáp án của câu số 5 của con là gì? What is your answer? A long neck and can swim or fly. Con gì mà có một cái cổ dài và có thể bơi hoặc là bay? Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yeah. Okay, cô nói đúng không con? So what is your answer for question number five? Câu số 5, đó là cái con gì mà có cổ dài, màu trắng, có thể bơi hoặc là bay.
Đó là con gì nè? Dạ, đâu con xem. Okay, I will wait for you. So when you are ready, please tell me. Ready, Thảo? Are you ready? Yeah. Right. Vậy cho cô your answer for question number 5. What is your answer for question number 5? Thảo ơi, can you hear me? Thảo ơi, dạ. Con có nghe cô nói không? Cô đang đợi đáp án của con cho con số 5 á. Swan. Swan còn là con gì vậy con? Swan là con gì ha? Swan là con. Swan là con. Là con nghe. Tiếng nghe. Rồi. Tiếp theo, from number 6 to number 10, cho cô đáp án của từ câu số 6 và câu số 10 nè. Number 6, when you are hungry, you can eat this between meals. Giữa những bữa ăn thì mình có thể ăn thêm bữa gì ha? Number 6, mình giữa những bữa ăn thì mình có thể ăn ăn gì đây? The answer is snack. Đó là bữa ăn vặt ha, mình có thể ăn vặt snack. Number 7, câu số 7 nè.
Number 7, what is your answer? Thảo ơi, what is your answer for number 7? Hello. Butter, cô. Number 7, butter. Okay. Number 8. Number 8, what is your answer? Nói về một loài động vật. Yeah. Number 8, a kind of animals. What animal is this? Một loài động vật. Câu số 8. Ở đây mình còn có ba con vật đúng không? Đó là camel, octopus và dinosaur. Vậy thì đáp án câu số 8 sẽ là loài nào trong ba loài này? Number 8. Number 8. What is your answer? Number 8. What is your answer? Loại nào trong ba loại này đây? Một loài động vật. Hello. Yeah. What is your answer for question number 8? Đáp án của Thảo ở câu số 8 là gì con? A dinosaur. A dinosaur, very good. Khủng long. Number 9, câu số 9. Number 9. Number 9. You can use this when your hair is untidy. Sử dụng khi mà tóc của mình không có được gọn gàng. Bù xộp. Đó là cái gì ha? Không gọn gàng, bù xộp. So what is your answer for number 9 and number 10? Hello? Yeah. What is your answer for question number 9 and number 10? Number 9 and number 10. Number 9 and number 10. Number 10 là, cũng là một loài động vật và sống ở dưới biển nha. Cho cô đáp án của number 9 and number 10.
Thảo ơi, can you hear me? Yeah, can hear. Rồi, câu 9, câu 10 đi con. Câu 9, câu 10 đáp án của Thảo là gì? Câu 10 là an octopus. Câu 10 là octopus, đáp án chính xác. Number 9 là comb, chính xác luôn. Cái lược hai dép tóc của mình trở nên gọn gàng hơn. Continue with part number 2. Write yes or no by looking at the picture. Nhìn tranh và sau đó đọc cho cô từ câu 1 đến câu số 7. Nếu đúng mình sẽ ghi yes, nếu như sai mình ghi no nha. Let's start with number 1. Number one, a photographer, một người chụp hình, is taking pictures in the street, yes or no? Number one, yes or no? So, can you see the picture? Can you see the pictures on the screen? Number one, yes or no? Number one. Câu số 1 đáp án là gì con? Hello. Yeah. Number one, Thảo ơi, cho cô đáp án của câu số 1 đi con. Yes or no? No. No. A photographer is taking picture in the street. Một nhiếp ảnh gia đang chụp hình ở trên đường. Con có nhìn thấy bức tranh không? Anh ấy đang đứng trên đường chụp hình đó con. Đáp án là yes nha. Rồi, nhìn tranh nói cho cô ha, chứ mình không phải mình đoán. Nhìn tranh. Number 2, câu số 2. Câu số 2 đọc và làm cho cô nào. Yes or no? Number 2, the boy sitting on a man's shoulder is wearing a sweater with stripes. Đúng không? The boys, cái cậu bé mà đang ngồi trên vai của người đàn ông. No, no, no. Cô, tại đó là spot. Spot, đúng rồi, không phải là spy, không phải là stripes. Number 3, rainbow in the sky, yes or no? There's a rainbow in the sky, yes or no? Có một cầu vồng ở trên trời. Yes or no? There's a rainbow in the sky.
No, cô. No. Sửa lại cho đúng cho cô nè. Rainy. It's rainy. Okay. Trời mưa ha. Chứ không có rainbow nào trên trời cả. How about number four? Câu số 4 thì sao? Number four, the blue flat is bigger than the other flats. Yes or no? Look at the blue flat. Cái lá cờ màu xanh dương thì nó to hơn những lá cờ còn lại ở trong bức tranh. Yes or no? Yes or no cơ? Yes or yes, no? Cô. Yes, đúng rồi. Bởi mình thấy rõ ràng nó to hơn lá cờ màu orange và green trong bức tranh nè. Number 5. Câu số 5. Number 5, what is your answer? There is a goat which is walking behind the horses. Kind of classical. Thảo đang chỉnh lại cái loa hả Thảo? Are you adjusting the volumes, the speaker, right? Có một con dê đang đi phía sau những cái con ngựa. Yes or no? No. No. Sửa lại cho cô nè. Not in front of. In front of, đúng rồi. Number 6, câu số 6. Câu số 6, the answer is no. It is a quarter past 10. Thời gian là 12 giờ 15. Không chính xác, đúng không? Vậy thì bao nhiêu đồng hồ trên
Trong bức tranh hiển thị bao nhiêu đó con? Mấy giờ? What time is it? A quarter past 12 là 12 giờ. 12 giờ 15. Và ở đây hiện 3 o'clock, 3 giờ ha. Number 7, the queen is riding one of the horses. Nữ hoàng đang cưỡi một trong những con ngựa. Yes or no? The answer is no. No. Cô ấy không cưỡi mà cô ấy ngồi trên chiếc xe ngựa. Chứ cô ấy không có cưỡi ngựa ha. Let's move on to part number 3. In this part, I would like you to read the conversation between Richard and Sarah. Và mình sẽ kiếm cái ký tự hợp lý mình điền vào ha. Richard nói câu đầu tiên là what are you going to do tonight? Bạn sẽ làm gì vào tối nay? Vậy thì Sarah sẽ trả lời như thế nào cho hợp lý đây? What are you going to do tonight? Bạn sẽ làm gì vào tối nay? Vậy thì Sarah sẽ trả lời như thế nào trong câu từ câu A đến câu H? Câu C là mình example, mình bỏ qua, mình loại được câu C rồi ha. Còn lại B, D, E, F, G, X. So what is your answer? Đáp án của Thảo là gì nào? Khoan cô đợi con đi vệ sinh. Rồi, ok, cô đợi. Thảo vệ sinh xong rồi Thảo quay lại ha. Quay lại nhớ nói cô nha, cho cô biết ha.
Thôi, are you ready? Thảo ơi, con đã quay lại chưa? Con đi xong chưa? Ok cô, con xong. Rồi, làm cho cô câu số 1 nè. What are you going to do tonight? Thả chọn đáp án nào phù hợp để trả lời lại câu này. Bạn sẽ làm gì vào tối nay? Câu nào mà có be going to là dấu hiệu để giúp mình chọn ha. Be going to. Rồi, đáp án của Thảo là câu nào? Câu nào trả lời cho what are you going to do tonight? I think the answer is act. Nhìn cho cô câu act ha. Mình thấy chữ be going to cộng với động từ. Đó là dấu hiệu mình trả lời cho câu này. Người ta hỏi mình what are you going? Thì mình trả lời là I am going to gì đó. Number 2 thì sao Thảo? Câu số 2 thì sao con? Thảo ơi, number 2. Echo. Number 2, E. Ta hỏi mình là nó được gọi là gì? Đáp án is Dog Mountain, my favorite. Favorite gì? My favorite actor is in it. Tên của bộ phim và có diễn viên yêu thích của cái người bạn này ở trong đó. Number 3, câu số 3. What is it about? Nội dung. Kiếm câu nào nói về nội dung phim cho cô nè. What is it about? Nội dung của bộ phim nói về cái gì? Câu nào diễn tả nội dung phim nè? Còn lại câu A, câu B, câu D, câu F và câu G. Echo. Hey, đúng rồi. A man who gets lost in a storm. A man who gets lost in a storm có nghĩa là gì vậy con? What is this? What does it mean? Dạ cô. Có nghĩa là gì vậy con? Câu A, nội dung phim có nghĩa là gì? What does it mean? Là sao cô không hiểu? Ý là con dịch câu A cho cô đi. Nội dung phim nói về cái gì? Dịch câu A cho cô.
Thảo hiểu ý cô không? Dịch câu A cho cô. Ừ. Nội dung phim là gì? Dịch cho cô nghe đi. A man who gets lost in a storm có nghĩa là gì? Thảo ơi, Nhà dịch câu A cho cô đi con. Người đàn ông bị mất đám Get lost mình không dịch bị mất, mình dịch là đi lạc nha. Người đàn ông đi lạc in a storm, ở trong một cơn bão. Rồi, đáp án câu số 4, số 5 cho cô nè. Number 4 and number 5. nha cô. Đưa đáp án câu số 4, số 5 cho cô đi con. Nha. It sounds exciting. Can I come to? Ví dụ có một người hỏi mình là à, nghe có vẻ vui đấy, tôi có thể đến được không? Mình trả lời làm sao? Còn lại câu B nè, câu C, câu F và câu G. Còn lại 4 câu. Thảo chọn câu nè. B, D, F, G. Nha cô. G, very good. Mình sẽ trả lời là đương nhiên. Được rồi ha. And number 5, câu thứ 5. Where, địa điểm. Còn lại câu B, câu D và câu F. Câu nào nói về địa điểm? Where can we meet? Chúng ta có thể gặp ở đâu? Where? Ở đâu Thảo? Còn lại câu B, Đề C và câu F. D hả con? Đề cô. D, đúng rồi. Nè. Outside the cinema, gặp ở bên ngoài cái rạp chiếu phim. Rồi, bữa sau mình sẽ tiếp tục với cái part number 4 nha. So, see you Nè. on Fridays. Goodbye, see you See again you Thảo. on Rồi. Friday. Nè. Okay.